thưa các bác ở đây thì em đang tiến hành thay cái đầu hàn cái đầu av hay là đầu rca đây là đầu rắc cái các bác nhé, đây là đầu rắc cái này và đây là đầu rắc đực và đây em đang tiến hành hàn dây cho khách hàng thì một số trong trường hợp mà các bác muốn lối dài hoặc là các bác có những cái hệ thống mà như này mà các bác muốn mà hàn sẵn ra sau đó thì chúng ta sẽ có cắm cái dây av dây rca kéo dài thì chúng ta sẽ có cái đầu rắc À, được rắc cái như này, đây là đầu rắc cái các bác nhé, đầu rắc cái như này thì chúng ta rất là tiện, đấy chúng ta chỉ việc cắm cái đầu rắc đực vào như này để chúng ta lối dài thiết bị ra, Nó rất là tiện luôn các bác nhé. Đây ví dụ như cụ thể là trong cái đầu liền màn của khách hàng, thì bây giờ những cái đường hình đường tiếng thì em sẽ để ra một đoạn dây độ khoảng 50 phân như này, sau đó thì các bác cắm sang những cái thiết bị khác thì các bác chỉ việc cắm cái rắc à, av RCA à, được vào cái đầu rắc cái này là xong. Bây giờ em sẽ tiến hành hàn. Ở đây thì em đã được hàn đã được một cái rắc cho khách hàng các bác nhé. Cái rắc này là rắc loại tốt rất là chắc chắn các bác nhé. À, thì để hàn cái dây này thì em sẽ sử dụng là cái dây đồng trục, cái dây này dây truyền tín hiệu âm thanh đồng trục dây chuyên nghiệp các nhá, đây à, là dây chuyên dụng, để à, em sẽ tuốt cái đầu dây để ra. thì khi lưu ý các bác là khi mà các bác hàn dây thì đầu tiên nó cái dây rắc là như này chúng ta sẽ tháo ra, thì tháo ra ở bên trong thì nó sẽ có một cái uh, uh, cái cái cái, cái rong, uh, rong nhựa này để bảo vệ cái phần chống mát ở phần trong, thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ lồng này vào. À, lồng này vào ở đây thì nó sẽ có cái cái gioăng cao su để nó ôm chặt một cái dây này các bác nhé cái rắc này rắc tốt rất là chắc chắn luôn các bạn ạ. đấy lồng vào đây à, sau đó thì chúng ta sẽ lồng tiếp cái dây cái 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 gioăng nhựa này vào đây à, sau đó thì trong cái phần này thì chúng ta sẽ cắt một đoạn độ khoảng một phân thôi các bác nhé cắt một phân đây đi À, thì khi mà cắt cái dây này ở bên trong cái dây này ấy, thì uh, cái dây này dây của em là dây loại tốt dây uh, chuyên dụng thì ở uh, bên ngoài nó lớp ngoài cùng ấy, thì nó sẽ có một cái lớp chống nhiễu đây là lớp chống nhiễu chống ù, và chống, ù và chống ù chống sôi cho tiếng âm thanh à, và ở đây thì và cái dây này thì vừa đi âm thanh vừa đi hình ảnh, hình ảnh đường av đường video thường thì nó có lớp chống nhiễu này thì nó chống ù chống sôi cho đường tiếng và cho cái hình ảnh nó sẽ sắc nét hơn và tiếp đến là đây ở đây nó sẽ có những cái sợi dây dù này này cái dây dù này là cái dây trợ lực các bác nhé dây trợ lực để cho cái dây này nó dài hơn nó chắc hơn đấy và tiếp đến ở bên trong này thì nó sẽ có hai cái sợi dây tín hiệu chính thì hai sợi dây tín hiệu chính này trong trường hợp mà các bác lắp dây te thì các bác sẽ sử dụng là cả hai dây Đấy cả hai dây Còn trong trường hợp này thì em sẽ lắp ở chế độ là chế độ molo là chỉ có một cái cọc tín hiệu ở giữa thôi Đấy thành ra là à, các bác lưu ý ở đây thì nó sẽ có hai cái dây này Thì chúng ta sẽ quy định là cái dây dây đỏ này là dây tín hiệu Còn dây dây trắng này thì chúng ta cũng sẽ làm là cái dây dây mát dây chống nhiễu Chúng ta sẽ tuốt ở đây đi và chúng ta sẽ gộp với cả cái dây chống nhiễu này Lưu ý các bác là không được gộp hai cái dây này nhé rất nhiều bác là sai lầm ở chỗ là gộp hai cái dây này nếu mà trong trường hợp mà các bác gộp hai cái dây này thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cái tín hiệu của chúng ta nó sẽ được tín hiệu nó sẽ không đồng bộ với nhau đấy lưu ý các bạn, nếu mà ví dụ như là cái dây này mà nó sẽ có ba sợi đúng không sợi mát này hai sợi tín hiệu mà hai sợi tín hiệu là các bác chập làm một thì làm như thế là sai nhé, làm thế là sai. Nếu mà các bác sử dụng một sợi tín hiệu thì chúng ta chỉ sử dụng sợi đỏ thôi. Còn cái sợi mát này chúng ta sẽ tuốt ra và chúng ta sẽ làm cái sợi chống nhiễu. thì lúc đó là cái dây của chúng ta sẽ chống nhiễu nó sẽ được nhiều hơn và nó sẽ không bị cái tiếng cái cái cái, cái dạng như kiểu độ trễ độ trễ của âm thanh các bác đặc biệt lưu ý hộ em là hai cái dây này hai cái dây trắng đỏ là các bác không được phép là xoắn vào nhau nhé không được phép là xoắn vào nhau nếu trong trường hợp mà các bác xoắn vào nhau thì cái đường âm thanh của chúng ta tiếng nó sẽ không được chuẩn nữa đường hình ảnh tiếng nó sẽ hình ảnh nó sẽ không được nét thì các bác sẽ chỉ lấy cái dây đỏ thôi và cái dây trắng này các bác sẽ tuốt ra và sẽ đấu chung với dây mát à, đây các bác thấy là em sẽ cắt hết những cái dây trợ lực này này và cái dây dây mát dây chống nhiễu bên ngoài này và cái dây là dây trắng bây giờ em sẽ tuốt cái dây trắng là và quấn kèm với cả dây mát các bác nhé các bác lưu ý là quấn thật sát vào dây À, các bác thấy em thì quấn sát này cắt sát này và đây là cái dây tín hiệu chúng ta sẽ cắt ngắn đi các bác nhé cắt à, ngắn đây sau đó thì chúng ta sẽ hàn thiết vào đây ở đây thì chúng ta sẽ kẹp và chúng ta chúng ta sẽ hàn thiết ở hai cái đầu này các bác nhé hàn thiết ở hai cái đầu này Đấy, đây là sau khi là chúng ta đã hàn thiết rồi các này đây là chúng ta đã hàn thiết vào hai cái đầu này à, và đây là cái rắc tín hiệu RCA đây thì chúng ta sẽ bỏ cái cước ôm này ra à, sau đó thì chúng ta sẽ kẹp vào đây à, kẹp vào đây và chúng ta sẽ bả thiết ở hai đầu các bác nhé và ở cái rắc giờ xe này thì cũng có hai chân à, hai chân cực đây là cái chân cực à, tiếp điểm với cả đường chống nhiễu đường mát và đây là cái à, tiếp điểm này là tiếp điểm mà sẽ là cái nguồn tín hiệu vào đây để chúng ta sẽ hàn cái dây đỏ vào đây và cái dây mát vào cái thân này các bác nhé à, chúng ta sẽ kẹp vào đây à, đầu tiên là chúng ta sẽ mớm thiết vào đây trước à, lưu ý các bác là các bác hàn nó nhanh tay nếu mà các bác hàn chậm tay mà nóng lâu quá thì dẫn đến là nó sẽ chảy cái nhựa ở bên trong này nhé nó sẽ chảy bên nhựa ở bên trong cái rắc này dẫn đến cái rắc nó bị vênh Đấy thì các bác phải hàn nó nhanh tay lên mọi hàn phải ngấu thiếc đó sau đó thì chúng ta sẽ hàn cái dây này vào kẹp cái dây này vào đây nhé các bác nhé ở đây chúng ta sẽ hàn cái cực âm trước ở đây là cái cực âm này cực đây là cực mát này các bác nhé các bác hãy hàn trước cái cực này Đấy. sau đó thì chúng ta sẽ hàn cái cực trên hàn cái cực trên đây các bác lưu ý là phải hàn nhanh tay đây thưa các bác thì điểm hàn đã xong rồi các bác nhé Đây là cái điểm hàn đã xong đây Rất là gọn và rất là ngấu thiếc và Sau đó thì chúng ta sẽ bóp chặt cái này vào Lấy kìm bóp chặt cái này vào để nó bám sát cái, cái, cái dây Đấy cái dây như này thì khi chúng ta hàn đúng cái điểm như này Thì là cái dây này nó rất là chắc, nó rất là dai luôn các bác nhé Đây chúng ta sẽ lấy kìm chúng ta sẽ bóp cái dây này vào Để nó ôm chặt mấy cả cái dây tín hiệu này các bác nhé Lấy kìm bóp chặt vào các bác đặc biệt lưu ý là giữa hai cái điểm hàn này không được phép chập vào nhau nhé cái, cái điểm này này và cái điểm này không được chập vào nhau Chúng ta cẩn thận thì chúng ta sẽ thêm một cái phần đây là em sẽ có cái gen cách nhiệt này Đấy, gen 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 Chúng em sẽ nhét cái gen vào đây để mà nó sẽ cách hai cái phần với nhau Đây, các bác có cái gen hơ nhé, các bác sẽ ấn vào đây Sau đó thì chúng ta sẽ tuốt cái dây lên Đây, chúng ta sẽ đưa cái dây này vào này chúng ta sẽ đưa cái dây này vào, đấy, chúng ta sẽ rất là chắc chắn luôn và đảm bảo về phần kỹ thuật luôn, truyền à, tải tín hiệu. Sau đó thì chúng ta sẽ vặn cái dây này lên, đấy, vặn cái dây này vào các bác nhá, rất là chắc chắn luôn. Đây là cái rắc chuyên nghiệp luôn ạ. À, đây như vậy thì chúng ta đã hàn được cái rắc này rắc cái các bác nhé Thì tương tự cái rắc đực thì chúng ta cũng thao tác như vậy. Đây là cái rắc đực cũng thao tác như vậy các bác nhé Đấy thì khi mà chúng ta có những cái thiết bị mà chúng ta cần lối dài ra thì chúng ta sẽ có cái rắc cái như này rất là tiện luôn. Đấy, chúng ta cắm vào như này, đấy. Đấy, ôm rất là chắc luôn và các bác hãy ủng hộ và giúp đỡ bên em bằng một cách rất là đơn giản đó là trên điện thoại di động cũng như là trên máy tính bảng hoặc là trên tivi thì các bác sẽ mở cái ứng dụng youtube lên và trên cái thanh tìm kiếm của ứng dụng youtube thì các bác sẽ tìm kiếm cái kênh của bên em bằng số điện thoại là 0988646683 sau đó thì các bác sẽ ấn vào tìm kiếm thì ngay lập tức thì nó sẽ xuất hiện lên cái kênh của bên em thì trên đây thì các bác sẽ xem được một loạt những cái video em giới thiệu về những cái sản phẩm những cái thiết bị mà âm thanh cũng như là chia sẻ hướng dẫn các bác về cái cách sử dụng cũng như là đấu nối những cái thiết bị mà âm thanh thì các bác hãy ấn vào phần đăng ký kênh để đăng ký ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em thì cái việc đăng ký kênh ở đây là hoàn toàn miễn phí nó không mất bất kỳ một cái chi phí gì của các bác và để mà ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em nhiều hơn thì các bác có thể là lấy điện thoại của người nhà hoặc là bạn bè của các bác để các bác đăng nhập vào kênh và ấn đăng ký ủng hộ kênh của bên em các bác nhé em rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin chào các bác ạ.